Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với đại lý xe tải bãi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xe tải Isuzu NPR 400, và xe này đóng thùng mua bạc bằng nhôm inox và trang trí cản hông và cản sau. Và trong quá trình review và đánh giá xe, anh em thấy video hay và hữu ích thì cho xin một like, chia sẻ. Còn giờ thì mời anh em theo mình để review. Vâng, thưa anh em, này trước mặt chúng ta là chiếc xe tải Isuzu NPR 400, và mình sẽ bắt đầu review về ngoại thất của xe này. Về cabin thì là hình vuông, còn trên cánh cửa của xe thì có hai cặp gương chiếu hậu và có tay nắm mở cửa. Và đây là đèn tín hiệu, và đây là đèn tín hiệu và hay gọi là đèn xi nhan, và đây là cụm đèn pha, và đây là đèn trung mục, và còn đây là chữ NPR 400, và đây là chữ Isuzu. Và phía trước cabin thì cũng có hai cần gạt nước và hai núm vòi phun nước. Còn bên phía bên phụ cửa thì cũng có tay nắm mở cửa và gương chiếu hậu và đèn xi nhan. Còn giờ xin mời anh em vào trong cabin quan sát của xe Isuzu NPR 400. Số ghế ngồi thì gồm 3 chỗ và được trang bị dây an toàn. Và kính cửa của xe thì được chỉnh bằng điện, và đây nút chỉnh kính của xe. Và đây là nút chốt cửa trong, và đây mở cửa trong. Và đây là chân ambega hay gọi chân côn, và đây là chân thắng hay gọi chân phanh, và đây là chân ga, và đây là vô lăng của xe, và đây là điều khiển đèn, và đây là đèn pha, và đây là màn hình táp lô hiển thị thông số rõ ràng. Còn vô lăng thì gồm có chữ Isuzu ở giữa và kèn ở giữa, và đây là điều khiển cần gắn nước, và đây là bảng điều khiển ở trung tâm gồm điều khiển máy lạnh, radio và quạt gió. Và đây là cần số gồm 6 số tiến và số lùi, và đây thắng tay hay phanh tay. Và còn đây là đồ nghề theo xe, và bên này là hốc chứa đồ. Còn trên chân thì gồm có hai tấm chắn nắng ở hai bên, và một đèn chân và một gương chiếu hậu ở trước. Còn giờ xin mời anh em ra quan sát. Về dàn đà của xe NPR 400, đà dọc là U100 và tổng số là 2, và đà ngang là U80 và lót đà cao su. Và ở thì giữa thì là đà đôi hay gọi đà két, màu sáng là đôi đà két, và liên kết đà vòng V4 dây 4 ly hàn hai mặt. Đây là màu sáng, đây là loa đà cao su, và đây là bát chống sô, và đây V4 dây 4 ly hàn hai mặt. Đây. Thùng xe NPR 400 này là sử dụng inox bóng 8K chấn định hình, và mình sẽ review sát cho anh em quan sát. Bao đà và cánh én và ốp trụ dưới đều là sử dụng inox bóng 8K chấn định hình. Anh em quan sát đấy, in bóng hình xe của và những nét chi tiết hiển thị như gương. Và cánh én thì sử dụng bò lon M8 x 20 để liên kết chứ không hàn chết. Còn trụ của thùng xe NPR 400 này là inox chấn định hình và dày 4 ly. Trụ đầu và trụ cuối là U100 và trụ giữa là U120. Giờ mình sẽ review sát trụ đầu U100 inox 4 ly chấn định hình. Và đây là trụ giữa. Trụ giữa thì tổng gồm 4 trụ, mỗi bên 2 trụ, và trụ đầu là U100 thì mỗi bên gồm 1 trụ và tổng là 2 trụ, và trụ sau là U100 mỗi bên 1 trụ, tổng là 2 trụ, cũng là inox dày 4 ly chấn định hình. Còn bửng của xe này là bửng nhôm, và chiều bài dài của bửng là 1m60 và chiều cao của bửng là 700. Đây anh em quan sát, đây là bửng hông, và mỗi bên là 3 bửng, và chiều cao của bửng là 700, và chiều dài là 1m60.
và mỗi bửng hông thì sử dụng 4 bản lề inox đúc và được liên kết bằng bò lon M8x30 và M8x20, và bắt cong là bắt cong đúc và khóa tôm là khóa tôm đúc. Và có khóa tôm thì sử dụng lắp phi 12 inox anh em quan sát. Và xe này mỗi bên là 3 bửng nhôm, tổng là 6 bửng, và đằng sau cũng là bửng nhôm là một bửng, và sử dụng bát thắng và khóa tôm đúc, và số bản lề ở bửng là 5. Và chiều dài của bửng là 1 m, là 2 m 12, và chiều cao là 700. Phần đằng sau ở trên bửng thì là mở cửa, mở hai cánh mở ra hai bên, và sử dụng mỗi cửa là 2 bản lề nóc đúc inox và bắt gài tay gạt và đá đổ là inox. Và cây ngang ở trên cửa là hộp 40x80, còn cửa thì sử dụng hộp 20x40 inox. Phần trang trí xe thì số đèn hông của xe là 3 đèn vàng ở mỗi bên, hai bên là 6 đèn. Còn cản hông thì được sử dụng phi 42 và phi 34 là cây ngang, và được trang trí hai quả cầu tròn ở hai đầu của phi 34, và cây chống cản hông là hộp 30x60 inox. Còn re re của xe này thì sử dụng inox chấn định hình, và cây chống rè là cùm 42 và phi 42 theo quan sát, và tấm chắn bùn là cao su. Còn cản sau của xe này là inox bóng 8K chấn định hình, và chân đỉnh là hình chóp nón, và cây ngang thì trang trí đèn vàng, đèn đỏ và đèn trắng. Và chiều dài của cản hông là 1 m 80, và cây chống cản hông là hộp 40x80. Ở phần lam đèn thì sử dụng hai đèn tròn và hai đèn dẹp ở hai bên màu vàng, và hai đèn tròn là màu đỏ. Còn phần lam đèn thì được trang trí khá là đẹp. Còn phần đèn hậu của xe này thì sử dụng inox hộp 20x40 và bọc lắp 6 ly anh em quan sát. À, phần mặt tiền của xe này thì là khung xương thì sử dụng hộp 40x40 inox, và phần vách thì là tấm lá me tập gân dày ly 2. Còn phần khung xương ở trên bửng và cây ngang sát trên bửng là hộp 40x80, và cây ngang ở giữa là hộp 20x40, và cây đứng và cây ngang trên cùng là sử dụng hộp 40x40. Và phần trên bửng này thì không hàn chết vào trụ mà là bắt bò lon M10x30. Giờ mình sẽ zoom sát cho anh quan sát. Đó, bò lon, và được kẹp hai cây V ở hai đầu của thanh bửng. Em thấy chưa? Và cái này có thể tháo ra, hay là khi khách yêu cầu thì có thể là được sửa hoặc là đổi theo bản vẽ thì nó dễ sử dụng làm gì đấy. Và xe này chỉ có sử dụng ở xe Euro 5, còn Euro 4 thì không làm như thế.
Và phần kèo, kèo của xe này thì ở trụ thì là kèo U65 ở đầu và cuối, và ở giữa là kèo Ki27 dày ly tư. Sàn sàn của xe này là sàn inox chấn cúp mí dọc biên và hàn nối ngang thùng. Và phần đằng sau thì được gắn hai sợi dây xích ở hai trụ. Em quan sát đi. Và bạt bạt của xe này là bạt hộp ở trên chùm xuống, còn ở hai bên là bạt mảnh. Vâng, thưa anh em, video của mình làm về xe tải Isuzu NPR 400 đóng thùng mui bạt bằng nhôm inox xin được kết thúc ở đây. Trong quá trình review và đánh giá xe, anh em thấy video mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like và chia sẻ. Còn giờ xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.